hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng với cái đề tài là rửa tội. Nghe rửa tội tưởng đi nhà thờ ha. Xin thưa với đại chúng là ở trong Phật Pháp thì chúng ta có danh từ chánh niệm. Chánh niệm đó, có nghĩa là chúng ta tỉnh giác, chúng ta ý thức rõ ràng từng cái việc làm của chúng ta, từng cái lời nói của chúng ta, từng cái tư duy của ta. Chánh niệm đó, tiếng Anh dịch là mindfulness. Chánh niệm là trái tim của sự tu học. Chánh niệm là chìa khóa của sự tu học. Bởi vì nếu chúng ta tu học hàng ngày hay chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta có thể nói để cho người khác buồn, chúng ta có thể làm cho người khác khổ, chúng ta có thể suy nghĩ những suy nghĩ không hay, không tốt, rồi để nó dẫn chúng ta đi tới hành động, tới lời nói. Vì vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng cái từ chánh niệm, mà quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe những từ khác nữa là ý thức, là tỉnh giác, vân vân. Thí dụ như là mình dùng cái từ giác ngộ. Giác ngộ cũng có nghĩa là chúng ta tỉnh giác, chúng ta biết chúng ta làm gì. Giác ngộ, ngày trước mình mê, mình lầm, lầm mới có mê, mê mới có lầm, cho nên hai chữ mê lầm nó có xa đâu. Mà hễ mà mê nhiều, mê sâu thì phải đi thêm chữ là si, rồi si mê. Mà chúng ta hết si mê là chúng ta tỉnh giác. Thế hồi xưa mình không biết, mình hút thuốc nhiều, mình uống rượu nhiều, hay mình làm khổ gia đình mình bằng nhiều cái cách, thí dụ như cờ bạc, rượu chè, thí dụ vậy. Đó là mình mê. Một ngày nọ mình tỉnh, mình nói trời ơi, bao nhiêu lâu nay mình nghĩ mình làm cái đó đúng, mình chỉ biết cho mình thôi, mình không có người thương, người thân mình. Một ngày nào đó mình tỉnh giác, mình không làm nữa. Cho nên cái đó là giác đó. Giác nghĩa là tỉnh ra, không còn mê nữa. Mà Đạo Phật thường dùng cái từ là giác ngộ. Cho nên hàng ngày đó, nếu mình sống có chánh niệm đó, thì mình sẽ làm rất là nhiều cái sự an vui cho bản thân mình, cho gia đình mình. Vì vậy mà hàng ngày đó chúng ta phải để dành thời gian ít nhất, không phải nói ít nhất đó, là 15 phút. Đó là giá chót nha, không có trả giá nữa. Nên 10 phút được không? 5 phút được không? 15 phút để làm gì? 15 phút để mình ngồi yên, mình tĩnh lặng, mình nhìn lại con người mình trong một ngày qua. 24 giờ đồng hồ mình sống, trừ 8 tiếng ngủ mê. Ngủ là phải mê thôi, kêu mê ngủ. Trừ 8 tiếng ngủ đi, còn bao nhiêu giờ đó mình sống, mình đã làm gì, mình đã nghĩ gì, mình đã nói gì. Mình phải có 15 phút để mình nhìn lại bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. Để làm chi? Để chúng ta gọi là cải hóa tự tâm. Quý vị có nghe cái danh từ đó. Cải hóa là gì? Cải tức là đổi, cải là đổi, hóa là cái lỗi lầm, tự là mình sửa, tân là mình làm mới. Cải hóa tự tân có nghĩa là mình nhận ra cái lỗi cũ, mình quyết định mình làm mới là con người mình. Cái đó gọi là cải hóa tự tân. Thí dụ như bây giờ mình mình nghĩ cuộc đời của mình cái gì cũng do ông trời sắp xếp hết. Ông trời bắt mình phong trần phải phong trần, ông trời cho mình thanh tao mình mới được phần thanh tao. Bây giờ mình không có làm vậy, mình phải cải đổi vận mệnh. Thấy không? Cải là đổi, cải là sửa lại, đổi lại, cho cải đổi. Mình phải cải tạo lại cái đời sống của mình. Như vậy mới đúng tinh thần của người Phật tử.
Ví dụ bây giờ đó, mình nhìn lại, mình thấy rằng ở trong cái xã hội mình hiện tại bây giờ đó, con người khổ nhiều quá. Khổ do chiến tranh, khổ do bất công, khổ do nghèo đói, khổ do bạo lực. Đó là mình nói về những cái ngoại cảnh nha. Còn nội tâm con người mình thì sao? Con người mình thì cũng còn ganh tị, còn ích kỷ, còn tham lam, đủ thứ hết. Mà thậm chí mình vô trong chùa rồi mà những cái tật đó nó cũng chưa hết. Mình vô trong chùa, mình cũng nghe kinh mỗi ngày, mình cũng tụng kinh hàng ngày, mình hoặc là thậm chí mình nghe giảng ở nhà mình mỗi ngày. Nhưng mà cái sự ganh tị, cái sự đua chen, cái sự tranh giành cũng không hết. Mình phải thật thà, mình nhận ở nơi con người mình nó còn những cái điểm đó, những cái điểm xấu đó. Khi mình nhận được nó, mình biết rằng tự nơi con người mình còn, thì mình mới có cơ hội mình tự tân được. Tự tân là gì? Có nghĩa là mình làm mới lại mình. Cho nên gần đây đó, cái danh từ mà tiếng Anh mà người ta dịch sám hối đó, thay vì người ta dùng là confess, tức là mình xin sám hối, đúng không? Có tiếng Anh có chỗ dịch là repentance. Nhưng bây giờ đó, có một danh từ hay hơn hai cái chữ đó nữa mà người ta nên mình nên dùng, đó là beginning anew, tức là mình bắt đầu, mình làm mới. Cái chữ đó, đó dịch cho cái chữ sám hối của nhà Phật á. Sám hối này có nghĩa là mình cải đổi, mình làm mới trở lại. Thông thường mình hiểu cái từ sám hối rất đơn giản là cứ một tháng vậy á, 2 ngày 14 với 30 đi chùa, cái mở cuốn kinh ra lại 89 lại. Nam mô Phổ Quang Phật lại xuân lại, Nam mô Phổ Minh Phật lại lại, Nam mô Phổ Tịnh Phật lại lại, lại cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, cộng lại là 89 lại. Rồi có khi mình giỏi hơn nữa cái mình lại vạn Phật là 10.000 lại. Mình giỏi hơn nữa mình lại Tam Thiên Phật Danh 3.000 lại. Hay thậm chí mình lại Kinh Pháp Hoa lại từng chữ, ví dụ vậy. Tất cả những cái hình thức đó chúng ta gọi là sám hối. Nhưng mà cái đó mới có gì? Mới có hình thức sám hối thôi. Cái đó mới có cái tướng sám hối thôi. Nhưng mà tự tâm sám hối là cái chuyện rất cần. Ở trong nhà Phật cái nói cái gì cũng phải nói hai phần. Cái lý, cái sự. Lý là cái nghĩa lý cao siêu bên trong, còn cái sự là cái hình tướng mình làm bên ngoài. Thí dụ như cái sự là mình thắp cây hương, mình cúng, mình khấn, mình cầm cái hương mình khấn, đó là cái sự. Còn cái lý, cái hương đó là gì? Đó là tượng trưng cho cái tấm lòng, tượng trưng cho cái giới hạnh. Tượng cái hương đó, nó tỏa ra cái mùi thơm, thơm hương thơm của người có đức hạnh. Cho nên cái cây hương nó tượng trưng hai ý. Thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ bây giờ mình cúng nước, cúng nước cho Phật đó mà. Cúng nước là mình thấy rõ ràng mình mang chén nước lên mình cúng Phật. Đó là cái tướng, cái hình tướng. Còn cái ý nghĩa là gì? Nước là tượng trưng cho sự từ bi, sự thanh tịnh. Cho mình cúng Phật ly nước có nghĩa là tượng trưng rằng luôn luôn nhắc nhở mình phải học được cái hạnh thanh tịnh từ bi như Phật. Cho mỗi mỗi một cái gì chúng ta làm trong nhà Phật đó, đều có hai phần. Tướng và sự, sự và lý. Khi chúng ta mang cái dĩa trái cây lên cúng Phật, không phải là tại Phật thích ăn nho, Phật thích ăn cam, Phật thích ăn táo mà nên cúng. Mà cái dĩa trái cây là tượng trưng cho gì? Trước khi nó thành ra trái, ra quả, đó là hạt. Bây giờ nó hiện thành thành trái rồi, thì tượng trưng cho rằng á, lúc nào chúng ta cũng phải biết rằng ở đời hễ có nhân thì phải có quả. Cho nên dĩa trái cây chúng ta dâng cúng Phật là nhắc nhở chúng ta rằng á, đừng có quên tạo cái nhân tốt, nhân lành, để rồi chúng ta hưởng cái quả tốt như ngày hôm nay chúng ta đã dâng cúng Phật. Hay là ở một cách khác nữa là cái dĩa trái cây là tượng trưng cho cái kết quả của sự tu hành. Có ai đi chợ mà lựa quả xấu mua đâu, luôn luôn lựa quả tốt để mua. Cũng như vậy, mỗi ngày chúng ta sống
chúng ta phải lựa những điều lành chúng ta làm. Chúng ta phải tư duy cái gì hại mình, hại người thì nên tránh. Mà thậm chí cái gì mà chỉ có lợi cho mình mà hại cho người cũng nên tránh. Như vậy đó, lựa được như vậy đó, thì mỗi một việc làm chúng ta là một cái kết quả chúng ta dâng lên Phật, mà biểu tượng qua dĩa trái cây. Còn thậm chí mình khỏi cần dâng cúng gì hết, nhưng mình lại mình nói với thầy: thầy ơi, báo cho thầy hay một tin mừng. Nhờ đi chùa tụng kinh nghe pháp mà tôi đã thắng được cái cơn giận của tôi trong ngày qua, trong tháng qua. Thì khỏi cần dâng quà gì hết, nhưng mà cái sự tu hành của mình là một cái món quà, là một cái kết quả dâng cho Phật, dâng cho thầy. Ngày hôm qua Pháp Hòa về, đi cả tuần nay thì cũng không có thời giờ check mail. Về thì rất là nhiều mail để mà đọc. Thì sáng này á, có nhận được một cái mail của một Phật tử ở bên Mỹ, Đạo Thiên Chúa, và gửi cái mail ngắn gọn là: gần đây được nghe CD của thầy trên cái 4vn.com, và hai vợ chồng kể từ khi nghe được những cuộn băng của thầy thì cuộc sống trong gia đình có thay đổi rất là nhiều. Hồi xưa là giận hờn thường xuyên, bây giờ bớt hờn bớt giận, mà nếu có chỉ một ngày chung hơn. Và xin báo cho thầy biết cái tin mừng và cảm ơn thầy. Chỉ đại ý cái thơ vậy thôi, nhưng mà khi mình đọc xong thì mình biết rằng những cái gì mình nói ra nó là một cái quả dâng cho người. Rồi người hưởng cái quả đó, người cảm thấy no, thấy ngon, thấy hạnh phúc với cái quả mình dâng tặng, thì người là đem lại cái kết quả tặng lại cho mình. Quý vị thấy được điều đó không? Vì vậy cho nên đó, mình lựa đi mua, đi chợ, mình lựa cái trái cây tốt tươi mình mua đó, thì tự ngay cái giờ phút chúng ta ở chợ đó, chúng ta cũng tự nhắc chúng ta là nên lựa cái gì tốt lành để làm. Thì ngay trong giờ phút đó có tu chưa? Đứng ở chợ mà có tu không? Tu như thường. Đứng ở chợ mà có thiền quán không? Thiền quán như thường. Không phải là khi nào ngồi trên bồ đoàn, xếp chân lại, nhắm mắt lim dim gọi là ngồi thiền. Thiền trong nhà Phật là thiền trong từng giây phút. Thiền trong nhà Phật có thể thiền ở chợ, thiền ở hãng làm, thiền ở ngay cái khi mình đang nổi cơn. Giận lên mình biết là mình giận quá mất khôn, giống như người ăn no quá mất ngon. Giận lên thì bảo đảm giờ này cái diện mạo của mình nó không có đẹp. Hồi nãy trước khi mình ra đây á, diện mạo mình đẹp như tiên, như thiên thần. Bây giờ mình giận lên mình như La Sát, mình như là Atula. Mình nhận ra được những cái đó. Vì vậy cho nên á, cái giờ phút mà mình nhận ra cái đó là giờ phút mà là chánh niệm. Thì chánh niệm là chìa khóa của sự tu học. Chánh niệm là trái tim của sự tu học. Ví dụ như là ở một cái chỗ công cộng là bảo đảm là chúng ta gặp nhiều đối tượng lắm. Người dễ thương có, người dễ ghét có, người mình dễ hờn dễ trách có, đủ dạng hết. Thì cái chỗ công cộng này á, là cái chỗ để chúng ta đề cao chánh niệm. Thì nói theo danh từ mà dễ hiểu là đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác đâu có nghĩa là rình rập ai, coi ai làm gì không phải, mà đề cao cảnh giác ở chính cái con ma giận hờn phiền não trách móc tức tối ở nơi mình. Vì vậy mà ở trong nhà Phật á, luôn luôn là nhắc nhở chúng ta phải làm sao để chúng ta có thời giờ chúng ta làm cái việc đó. Ở trong con người ta có rất nhiều những hạt giống tốt xấu đều có đủ, thì mình phải tự biết chứ. Hồi nãy mình đọc cái bài kinh đó: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi.
cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Cái bài sáng hồi nãy chúng ta tụng hay vô cùng. Và nếu mà chúng ta không có tụng bằng cái chánh niệm á, ngồi tụng nhưng mà cái tâm mình nó chảy, thành thử ra chữ nghĩa trong kinh đó, nó không đi vô trong cái hạt, cái tâm thức của mình, nó không đi vào cái đất tâm của mình. Cho khi chúng ta tụng kinh đó, chúng ta phải tụng chánh niệm, có nghĩa là tụng kinh mà biết mình đang tụng kinh, để từng lời từng chữ ở trong kinh đó nó rót vào trong cái tâm tư mình. Tụng xong một thời kinh như vậy rồi á, tự nhiên mình release, tức là mình nhẹ ra. Hồi nãy mình giận lắm, nhưng mà nhờ mình lên mình tụng thời kinh thì những cái lời trong kinh nó giúp cho mình rửa ra. Giống như hồi nãy mình lên đây á, mình là một cái khối đen xì, nhưng mà nhờ những lời kinh đó, nó giống như nước thanh lương nó rửa những cái dơ bẩn của phiền muộn ở trong mình. Cho nên rửa tội trong nhà Phật là vậy, không cần xin ai, không cần rì rì với thầy à, con làm cái đó là thầy nhớ lên xin Phật dùm cho con, tại vì thầy gần Phật hơn, thầy nói một tiếng cái Phật nghe thầy kêu một tiếng là Phật đáp, chứ còn mình là con phàm phu tục tử tụng ngàn lần không bằng thầy tụng một câu. Không phải. Thầy nói ra cái rửa tội trong nhà Phật á, là mình tụng kinh sám hối được tụng, mình có quyền tụng kinh, mình có thể làm hết. Nhưng cái quan trọng hơn hết á, là chúng ta phải nhìn lại con người mình, để chúng ta thấy được những cái xấu nơi mình, thì chúng ta rửa những cái xấu đó, tẩy những cái xấu đó. Nếu chúng ta là người may mắn á, chúng ta gặp được thầy tốt bạn hiền, thì những người đó chỉ cho ta cái cách tu cho nó đúng, sửa cho nó đúng. Còn nếu mà chúng ta thiếu may mắn, chúng ta gặp những người dạy mình đi sai lệch, hay là hướng dẫn cho chúng ta những cái cách không đúng, thì chúng ta càng làm thì chúng ta lại càng sai. Cho nên phải biết rằng chúng ta được gặp Phật Pháp trong đời này, đó là một may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Có nhiều khi như hồi nãy lúc mà lên Pháp Hòa sướng cái bài lễ Phật á, thì trong đó có cái câu là vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Thì khi mình sướng lên hai câu đó thì tự nhiên trong lòng của mình nó có một cảm xúc rất lớn, là tự nhiên nó khiến mình chắp tay lại. Nãy giờ mình chắp tay rồi, nhưng mà hai câu đó nó trở thành ra một cái sức mạnh, nó làm cho cái tâm mình nó nhiếp lại, và chúng ta nhìn lên Phật. Và đúng như vậy, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Còn mình mà đang giận ai, mình thấy cái người đó, cơn giận của mình nó càng lên. Bây giờ mình lên nhìn Phật, thấy Phật, cho nên bao nhiêu cái phiền não mình đã lắng xuống. Cho quý vị biết không, ở nhà mình đã treo một bức hình Phật cũng hay lắm. Thì khi mình hiểu ra, à, như vậy thì thờ Phật á, không chỉ có nghĩa là để mình lại Phật cầu an, không chỉ có nghĩa là mình cúng quải để Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi, mà nó còn có cái nghĩa hay hơn, là mỗi khi mình buồn phiền, mình lại mình nhìn vào hình ảnh Đức Phật, để cho bao nhiêu những cái phiền não, những cái cơn sóng ở trong người mình nó lắng xuống. Mà lúc đó cái mình phát hiện ra cái ý nghĩa thờ Phật sâu sắc hơn, lâu nay mình hiểu. Không ai cấm mình tới cầu nguyện Phật, không có, Pháp Hòa không có bác chuyện đó. Nhưng mà rồi mình sẽ thấy những cái ý nghĩa nó hay hơn, nó sâu màu hơn. Mỗi lần mình đi đâu xa mà về, cái việc đầu tiên là lên lễ Phật. Mà đi lên lễ Phật xong rồi đi một vòng chánh điện, mà thấy chánh điện ngăn nắp sạch sẽ, bàn thờ lưu hương đồ, tự nhiên trong lòng mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Y như là quý vị mà đi xa về mà thấy nhà mình ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, con người mình nó mệt một ngày đường, tự nhiên nó thoải mái ra. Home sweet home. Đi lên từng cái nấc thang mà thấy nấc thang sạch sẽ, không bụi không rác, là tự nhiên mình thoải mái. Thì mình cứ tưởng tượng á,
trong con người mình đó, nếu mà mình chất chứa nhiều những cái buồn phiền đau khổ thì mình sẽ thấy rằng nó khó chịu cỡ nào. Từ những cái đó mình phát hiện ra thôi, gì đâu. Cho nên quán chiếu đó, khi mình lên cầu thang, trời ơi bữa nay cầu thang là không có sình nè, giày dép người ta lên dặm, lên dơ, nhưng mà có người lau chùi sạch sẽ, dép giày để ngăn nắp từ cái cửa vô, lên cho tới chánh điện, xuống cho tới cây đường, đi tới đâu mình thấy nó gọn, nó sạch tới đó, tới tự nhiên trong người mình nó thoải mái. Thì từ đó mình biết rằng trong con người của ta, nếu mà chất chứa những cái buồn phiền đau khổ thì chúng ta cũng không thoải mái. Theo tuệ giác của Phật đó, những cái tội lỗi của ta đó, nó tạo ra ba chỗ. Một là hành động, hai là lời nói, ba là ý nghĩ. Mà danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là thân khẩu ý. Mình tưởng là mình tạo tội từ đâu? Không có đâu. Tội từ ba cái nghiệp đó mà sanh. Từ thân, từ miệng, từ ý. Ý là cái quan trọng nhất, tại vì ý là cái suy tư. Mà hễ mà mình suy tư xấu thì mình nói bậy. Suy tư xấu là hành động xấu. Suy tư tốt thì hành động tốt, lời nói tốt. Cho nên bây giờ muốn rửa tội không? Muốn rửa tội cho hết tội thì phải rửa ba chỗ: thân, miệng, ý. Ý của mình á, khởi cái niệm xấu ác cho ai thì mình dừng lại liền. Ủa, cái này tự mình suy diễn hay là mình tự thấy? Nếu mình tự mình suy diễn thì mình phải biết rằng có thể là lầm. Mà hãy mà suy diễn là do mình tưởng, mà hãy tưởng thì không bao giờ thật. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói đó, phải không? Sắc thọ tưởng hành thức đều là không, mà cái tưởng là không bao giờ nó thật. Có nhiều vị sợ ma bảo Việt Nam hồi xưa chùa một tháng một tuần lễ cúp điện mấy ngày, mà cái ngày nào mà cúp điện thì đâu có đèn gì đâu, chỉ thắp cái đèn chứng dịch á, để cái đèn nhỏ nhỏ ngay bàn thờ thôi. Đang tụng kinh vậy cái phát la lên rồi bỏ chuông bỏ chạy hết trơn, nó có rắn. Tới hồi mà thắp đèn rồi lên đi kiếm con rắn thì ra là sợi dây. Thành thử ra cái lúc mình tưởng nhìn sợi dây là rắn thì mình chạy. Cho cái tưởng tượng của con người mình nó dễ sợ lắm. Phật Pháp Hòa thỉnh thoảng kể cho đại chúng nghe nhiều cái câu chuyện gọi là tưởng tượng của mình. Thấy vậy mà không phải vậy ha. Vì cho nên đó là ở trong nhà Phật, do cái tuệ giác của Phật, Phật nói tội lỗi của ta là do thân miệng ý mà tạo thành. Bây giờ muốn hết tội thì tự nơi thân miệng ý tu sửa để hết tội. Thân ấy, có ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng có bốn lỗi. Quý vị để ý nha, cái miệng này nó kiện cái thân dữ lắm. Để ý thấy. Ăn ngày ba cử nha, chưa tính lặt vặt. Mà chỉ có cái chuyện ăn thôi mà thôi biết bao nhiêu thứ. Bây giờ đi ra chợ thôi, chợ mọc biết bao nhiêu, nhà hàng mọc biết bao nhiêu để phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho cái miệng thôi. Rồi khổ đau hàng ngày, tranh chấp hàng ngày, giận hờn hàng ngày, tức tối hàng ngày từ đâu? Cũng từ cái miệng. Ganh ghét cũng có thể nói lời ganh ghét. Ganh là gì? Đố kỵ là gì? Tức là thấy người ta được, mình không được, mình ganh. Có nhiều khi mình làm không được, thấy người ta làm được, mình cũng không thích nữa. Cho mình sống cái kiểu như ma da vậy đó. Quý vị biết ma da không? Ma da là cái loài mà ma dưới nước á. Con ma da thường thường á là do một con người nào đó chết đi, nhưng mà tức lắm, chết quang, chết mà cái kiểu mà bị chìm xuồng đụng xe rồi chết vậy đó, thì họ không có siêu, họ đó lẫn quẩn đâu đó.
rồi họ phải khiến cho một người nào khác chết y như họ nữa, họ mới vui lòng. Cho thường thường để ý chỗ nào mà bị đụng xe chết thì cái chỗ đó thường bị, vì cái nghiệp sống của loài ma da là vậy, loài ma đó vậy. Cho người thương nhiều khi mình không được cái đó, mình thấy người khác được mình cũng muốn, mình muốn cũng làm sao cho họ cũng không được chính mình. Bây giờ miệng mình có bốn lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối, đâm bị thóc thọc bị gạo, tới đằng này nói theo đằng này, tới đằng kia nói đi cho hai bên người ta tranh chấp với nhau, đó là hai lưỡi. Rồi thứ ba là gì? Giận hờn tức tối lên là chửi rủa mắng xả người ta. Trời, nhiều khi là mình mắng xả, mình đem Phật ra, mình làm cái đề tài để mình mắng. Thí dụ bây giờ cái người đó họ làm cái gì đó, mình mới rủa người khó. Người đó mà làm như vậy đó là ông trời, ông Phật gì phạt họ thế này, phạt họ thế kia. Nhưng mà thiệt sự Phật trời đâu có quẩn làm chuyện đó. Phật trời đâu có phải tu hành bao nhiêu năm để cực khổ rồi ngồi chờ mình sai khiến giật cái người đó cho nó chết, hại cái người đó dùng con, không có đâu. Cho nên đừng có rủa như vậy. Mình rủa như vậy đó, nó không có sự thật mà nó lỗi ở cái ác khẩu. Nhà Phật gọi là ác khẩu, lời nói ác. Cái cuối cùng là của cái miệng là gì? Mình ỷ mình đó, có cái lợi khẩu, mình dụ dỗ người khác, khác nghe được hết. Cho mình thấy cái gì mình thích, cái mình nói ngọt, nói ngào để cho người khác nghe mình. Cái miệng có bốn lỗi. Rồi ý của mình có ba lỗi: là quá tham, quá sân, rồi quá mê, rồi si mê. Cho quý vị để ý mỗi bữa tụng kinh đó, mỗi bữa tụng kinh đó, trước khi mà vô tụng á, bắt đầu tụng á, là cái người thỉnh chuông thỉnh 3 tiếng, bon bon bon. Rồi bên này người thỉnh mỏ đáp lại 3 tiếng, cốc cốc cốc, 3 là phải không? Bon cốc là 4, bon cốc là 5, bon cốc là 6. Rồi với dứt tứ là cốc 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 cốc, cộng lại là 10 tiếng. 10 cái tiếng mỏ đó tượng trưng cho con người ta thường ngày tạo lỗi lầm qua 10 lỗi. 10 lỗi đó chia ra 3 phần: thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác, rủa xả và nói lời dụ dỗ. Ý có 3 điều là tham, là sân, là si. 10 tiếng mỏ tượng trưng cho 10 nghiệp. 10 nghiệp đó mà không tu thì thành ra 10 nghiệp xấu. Chuyển 10 cái nghiệp xấu đó trở thành ra 10 nghiệp thiện. Cho nên cũng thân này, cũng miệng này, cũng ý này, nếu không tu, không có tỉnh giác thì làm điều xấu ác. Còn nếu có tỉnh giác, cũng thân này, cũng miệng này, cũng ý này, nhưng mà làm điều lợi lạc. Có đi đâu? Tội từ tâm khởi, thì phải lấy tâm đó mà sám hối. Cái cách sám hối của nhà Phật là vậy. Rửa tội của nhà Phật là tự nên con người mình phải cải đổi những cái lỗi lầm mà mình đã làm. Ngày xưa thời Phật á, có một ông Bà La Môn, ông tên là Sangharava. Ông có một biệt hiệu á là Tịnh Thủy Hành. Hành là gì? Hành là làm. Tịnh thủy tức là ngâm nước. Cái việc làm của ông mỗi ngày á là sáng chiều 2 lần ngâm nước. Vì ông tin rằng á, buổi sáng mà ông làm tội á thì buổi chiều ông ngâm nước á, cái tội nó rửa hết tội. Nước nó rửa hết tội. Rồi ông đi lên, rồi cái buổi chiều ông làm tội á, tối ông làm tội á, sáng mai sáng sớm ngủ dậy ông đi ngâm nước tiếp thì cái nước rửa hết tội. Cho nên ông có cái tên là Tịnh Thủy Hành.
Thì một hôm ông đến thăm Đức Phật. Đức Phật hỏi: ông có phải là nhà Tịnh Thủy Hành không? Nói: dạ chính tôi. Ông có thể cho tôi biết vì lý do gì mà ông hành cái pháp đó, ý nghĩa là sao? Thì ông mới nói: dạ thưa Gotama, Thế Tôn, họ của Phật, tôi vì cái cách của tôi là buổi sáng á, cho dù tôi có làm bất cứ điều lỗi lầm nào, buổi chiều tôi chỉ cần ngâm xuống nước, cái nước nó có khả năng nó rửa hết tội lỗi cho tôi. Rồi cái buổi chiều tôi có làm lỗi lầm gì á, tối tôi có làm lỗi lầm gì thì sáng mai tôi ngâm nước cái thì nước cũng rửa tội hết cho tôi. Ông kể xong rồi đó, Phật mới nói, ông mới hỏi: vậy chứ làm vậy được không? Thì thay vì đáp với ông là được hay không, Phật không có trả lời, mà Phật đáp lại cho ông bằng một bài kệ. Bài kệ như thế này: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được thiện nhân tán thán, được thiên nhân tán thán, là chỗ bậc có trí thường tắm trừ uế tạp, khi chân tay trong sạch họ qua bờ bên kia. Tức là Phật mới nói rằng á, nếu mà trong nhà Phật mà dùng ao hồ á, thì lấy chánh pháp làm ao hồ, lấy ghế làm cái bến nước để tắm. Nếu mình trừ được cấu uế, trong lòng mình được sạch, được thiên nhân tán thán, trời người tán thán, như vậy thì cái cách rửa tội trong nhà Phật là sao? Cách rửa tội trong nhà Phật á, là mình phải dùng chánh pháp để mình ứng xử hàng ngày, dùng giới luật để mà ngăn ngừa lỗi lầm của ta, như thế gọi là rửa tội. Tắm và rửa ở trong nhà Phật. Có lần Phật cũng nói chê, Phật nói nếu như mà ông ngâm ở dưới nước á, những người tội lỗi mà ngâm dưới nước hết tội thì con cá nó hết tội trước, con tôm nó hết tội trước. Tại cá tôm nó ngâm dưới nước cả đời không, mà đâu hết tội đâu. Chứ mình hiểu như vậy là không có hay. Thì Phật mới nói á, bây giờ ra pháp của Phật là sao? Tất cả giới luật giáo pháp trong nhà Phật á, chỉ gom lại còn có ba câu này. Rồi đại chúng ta nhớ ba câu này là mình ứng dụng lời Phật dạy được. Hay lắm. Ba câu này dễ nhớ lắm, mà quý vị nghe hoài. Câu thứ nhất là gì? Không làm các việc ác. Nhớ chưa? Câu thứ hai là ráng làm các việc lành. Câu thứ ba là giữ tâm ý trong sạch. Ba câu đó tiếng Anh dịch đơn giản lắm: do not do bad things, try to do good things, purify your mind. That is the teachings of the Buddha. Đó là lời Phật dạy. Cho nên ai hỏi chúng ta rằng á, đạo Phật dạy cái gì? Quá trời quá đất giáo lý. Nhưng bây giờ cho tôi biết đi, gom lại giáo lý nhà Phật có làm sao? Quý vị học năm này qua tháng kia học không hết giáo lý, nhưng mà rồi gom lại cũng có ba câu đó thôi: không làm ác, ráng làm lành, giữ tâm trong sạch. Mà không làm ác á là gì? Là chỉ trì. Giới luật nhà Phật chia những cái từ như vậy nha: chỉ trì tức là phải hành trì cái sự ngăn cấm, tức là không làm ác. Mà ngược lại không làm ác á, thì phải làm gì? Phải làm lành, gọi là tác trì. Tác trì là gì? Phải làm việc này, phải hành việc này. Thí dụ ha, tinh thần đệ tử Phật không sát sinh, nhưng thỉnh thoảng phải gì? Phải phóng sanh. Không có giết là chỉ trì, mà phóng sanh là tác trì.
tác là làm. Rồi là tiếp theo, không trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà ngược lại không trộm cắp phải làm gì? Bố thí là tác trì. Không có tham mà phải bố thí. Tại vì mình không bố thí á, thì cái lòng mình á, nó chưa có rộng. Cho nên muốn xả cái tham, muốn bớt tham thì thôi là thỉnh thoảng phải tập cho. Phải tập cho thì cái từ là từ từ cái tâm tham mình nó mới xả ra. Còn nếu mà mình tham mà mình chỉ vơ vét vô á, rồi nó cho ra đó, thì càng ngày cái tham nó tăng. Còn mình càng cho thì cái tấm lòng mình nó càng mở ra, nó rộng ra. Để Pháp Hòa nói vậy nè, cái này là kinh nghiệm. Thí dụ như mình thấy người ta khổ, mình cho người ta được, người ta đói đi, mình cho người ta một chén cơm, mình thấy người ta ăn ngon lành, tự nhiên trong lòng mình thấy vui lắm. Mà khi mình thấy vui như vậy là mình biết rằng á, ở trong lòng của mình hạt giống tốt nó có, nhưng mà lâu nay nó bị sao, nó bị ngủ đi. Nhờ cái hình ảnh người ta nghèo đói cho bây giờ mình cái hình, cái tấm lòng từ bi của mình nó mở ra, mình cho người ta ăn mà người ta ăn ngon lành, cái tự nhiên trong lòng mình nó vui ra. Thì từ đó mình biết là bắt đầu mình có sự cởi mở. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, lúc đó Pháp Hòa khoảng 9 tuổi, thì có một cái anh, một cái hàng nhỏ đó đó, nó bán vé số. Thì một cái ngày đó trời mưa tầm tã, thì nó đi, nó bán vé số còn cả cọc vậy nè. Thì nó đi tới cái nhà đó, nó bị trợt chân á, tráng xi măng láng quá đó, nó té, nó chảy cái máu tay. Thì Pháp Hòa đang đi tắm mưa, ở Việt Nam mình là con nít là thấy mưa là đi tắm mưa, không biết có ai nhớ cảnh không. Đang chạy đi tắm mưa vậy thì thấy thằng nhỏ này nó bị chảy máu như vậy đó. Thấy tội quá, mình dẫn nó đi về nhà, lấy khăn cho nó lau mình, rồi cái múc một chén cơm nguội. Mà quý vị biết trời mưa mà ăn cơm nguội là nó ngon lắm, tại vì mình tắm xong mình vô mình đói lạnh vậy đó nghe. Ăn một chén cơm nguội, rồi cho nó chén cơm nguội nó ăn. Ăn xong thì mình mới lấy một bộ đồ của mình ra cho nó mặc. Mà cái hình ảnh mà đứa nhỏ bị chảy máu đó, trong khi mình thấy nó ngồi nó ăn xong rồi, nó thay bộ đồ rồi, nó hết lạnh, nó hết đói rồi á, tự nhiên lúc đó Pháp Hòa còn nhớ cái cảm giác của mình vui trong lúc mình 9 tuổi đó. Tới bây giờ Pháp Hòa vẫn còn nhớ như vậy. Cho từ khi mình lớn lên rồi á, mình có học Phật, mình có tu á, mình mới thấy Phật dạy đúng. Khi mình thấy người ta khổ mình giúp á, dù một chén cơm, một ly nước, mà mình thấy hạnh phúc của người kia đang nhận từ ở nơi mình đó, tự nhiên cái niềm vui của mình nó sao. Đơn giản thôi, hạnh phúc đơn sơ như vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng á, ai chết mặt miễn tôi đo tôi no được rồi, ai khổ mặt miễn tôi sung sướng được rồi. Nhưng mà khi mình thấy một người đau khổ mình giúp người ta được, mình vui dữ lắm. Không biết ở đây có ai đã từng kinh trải qua những kinh nghiệm như vậy. Pháp Hòa tin rằng có. Là tại vì nhà Phật luôn luôn, đệ tử Phật được khuyến khích bố thí làm lành, gieo những cái điều tốt. Thì Pháp Hòa tin chắc rằng ở đây ai cũng đã từng làm. Không nhiều thì ít, chứ không thể không có. Còn nếu ai chưa có thì cứ làm. Làm đi rồi mình mới thấy. Cho nên bây giờ người ta hỏi mình đó, đạo Phật dạy giáo lý nhiều vậy đó, bây giờ cho tôi biết gọn gàng tóm lược để cho tôi dễ tu coi. Ở Việt hồi xưa bên Trung Quốc có một ông thi sĩ nổi tiếng lắm, đó là cư sĩ Bạch Cư Dị. Một hôm ông đến ông gặp một thiền sư, hỏi Bạch Thiền, Bạch Ngài, xin Ngài cho con một pháp tu căn bản để con tu. Thiền sư mới đáp ông bằng bài kệ vậy đó: đừng làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Ông cười, ông nói con tưởng Ngài dạy con cái gì cao siêu,
Cái chuyện đơn giản này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Cái ngài thiền sư mới đáp nó đúng rồi, con nít 8 tuổi thì thuộc, mà ông già 80 tuổi làm không xong. Có phải không? Nội cái chuyện này thôi nè, mình mà ghét ai đó, nếu mà lỡ mình đang giận quá mình nói giái đầu chết khuất cho rồi, thì nếu mà mình khởi cái câu đó đó, mình nghe mình, nếu mình bình thường mình không có quán chiếu, mình thấy câu đó đơn giản lắm, giận quá mình rủa người ta ăn câu vậy bình thường, chết đâu chết khuất cho rồi. Nhưng mà khi mình có nhìn lại á, mình có tu, mình có nhìn thì mình mới thấy đó là một ý nghĩ ác. Người ta chọc mình, làm cho mình giận, mà đâu đến nỗi mình phải rủa người ta nghĩa là chết đâu chết khuất cho rồi. Trong một cái bình thường không có tư duy, rất thường. Nhưng có tư duy, mình sẽ thấy cái ý nghĩ mình, mà nó cứ như vậy mà nó build up, mỗi ngày nó mỗi tăng lên. Một lần đi qua giống như là quý vị để cho bụi nó đóng vậy đó. Một cái lớp bụi mỏng mình thấy bình thường, lâu ngày thì bụi nó đóng lên. Mà nếu mà có thêm chút dầu nữa, ở đâu người ta nấu thức ăn, dầu nó bay lên nó bám. Cho nên thường thường á, những cái dơ trên bếp nó chùi khó hơn là những cái dơ chỗ khác. Tại vì bếp lúc nó có dầu, nó quện với bụi, thấy không? Thì nó làm cho mình chùi rửa nó lâu hơn. Thì cái tâm hồn, cái tâm thức của ta cũng vậy. Hằng ngày mình nghĩ cái gì thường, mà cứ hở chút mình rủa người khác, hở chút mình rủa người khác, thì nó thành cái thói quen rủa xả. Chính bản thân mình không thấy gì tội lỗi hết, tại mình đâu có tư duy gì đâu, cứ đi lên để cho những cái bình thường nó đi lên. Vậy cho nên á, ở đây á, Pháp Hòa xin lấy cái câu, cái bài kinh này nè. Đơn giản ở trong kinh á, là một ông chuyên môn ngâm mình dưới nước, và ông tin rằng nước có thể rửa tội cho ông đến gặp Phật. Và Phật mới nói không, cái cách của đạo Phật á, là phải lấy giáo pháp làm ao hồ, lấy giới luật làm cái bến để mà rửa. Cho nên mình mới biết rằng á, ở trong nhà Phật á, trong kinh á, Phật có nói với các thầy á, ở trên đời có hai hạng người quý báu. Người thứ nhất là không bao giờ làm tội, người thứ nhì là làm lỗi và biết sửa sai. Thì có lẽ người thứ nhất là hiếm thấy á. Người thứ nhất là không bao giờ làm lỗi chắc hiếm. Nhưng mà cái người thứ nhì mình thường gặp, mà đây chính là cái đối tượng để nhà Phật đưa giáo lý ra giảng dạy. Đó là gì? Làm lỗi mà biết mình lỗi rồi mình sửa. Quý vị thấy vua A Xà Thế không? Ai đọc lịch sử Phật thì biết đó. Vua A Xà Thế là một cái người mà giết cha để mà cướp ngôi. Chẳng những vậy mà còn hợp tác với lại đệ tử Phật là Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Vậy mà khi ông phát tâm, ông sám hối, ông thấy lỗi lầm của ông á, thì ông lại là cái người ủng hộ cho những cái chương trình hoằng pháp của Phật. Rồi cũng thời Phật, tôn giả Uông Quật Ma La nghe lời người khác xúi biểu bậy, giết 100 người, cắt 100 cái lỗ tai, sâu thành một sâu chuỗi đeo. Rồi cái người thầy còn dặn ông mới nhớ cắt đủ 100 người nghe không, rồi cắt cái lỗ tai của 100 người đó đó sâu lại, rồi đeo vô trong người đi là mau thành chánh giác lắm. Mà ông đi giết hết 99 người rồi. Cho nên thời đó đó người ta gọi ông là anh chàng vô não. Vô não tức là người khùng. Vô não là người không còn cái hiểu biết gì nữa hết á. Thì trong khi mà giết được 99 người, còn người nữa ông kiếm hoài không ra, thì ông về nhà ông định giết mẹ. Ông rước mẹ chạy ở ngoài đường á. Thì Phật mới biết được, cho nên Phật mới quẹo cái con đường mà ông đang rước đó. Phật đi từ từ, ông thấy Phật, ông rước Phật, ông nói trời ơi hên quá, buồn ngủ gặp chí manh, thay vì mình đi giết mẹ thì thôi bây giờ có cái ông này ở đâu, ổng đi tới, ổng nạp cho mình cái lỗ tai ổng đây, thôi mình giết ổng đi để khỏi mang tội giết mẹ. Rước Phật mà Phật cứ đi từ từ vậy nè. Ông mới la lên, ông nói này cái ông kia, phải dừng lại, phải dừng lại. Thì lúc đó Phật mới nói chính ông là người cần phải dừng, tôi dừng lâu rồi,
Tôi dùng cái gì? Tôi dùng cái tâm niệm xấu ác lâu rồi. Còn ông chưa dừng cái tâm niệm xấu ác, cho nên ông mới là người cần dừng. Thì lúc đó Phật khai thị cho ông, ông mới quỳ xuống, ông quy y với Phật. Ông tu và ông đã trở thành một vị La Hán. Bây giờ ai đi qua Ấn Độ ghé thành Xá Vệ đó, còn thấy cái tháp của Ngài, thấy cái hang động của Ngài Vô Não ngồi tu. Di tích còn Ấn Độ. Anh chàng đó tên là Uwat Mala, và có cái biệt hiệu là anh chàng Vô Não. Người ta đặt cho anh, tại anh lúc đó anh hết biết ai rồi, cứ thấy ai là giết nấy để mà vì đạt cái mục đích của mình. Vì vậy cho nên tóm lại á, cái bài nói chuyện này phải là trích một cái đoạn kinh ngắn ở trong kinh Phật dạy á, là cái cách mà sửa lỗi hay nhất trong nhà Phật á. Ngoài cái chuyện mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật hay sám hối gì đó, thì chúng ta phải có cái thời gian để chúng ta nhìn lại cái lỗi của mình, để rồi chúng ta tự chúng ta sửa. Và cái quan trọng đó là phải dùng giáo pháp của Phật để làm cái thước đo, để làm cái ao hồ, để làm cái nơi để chúng ta rửa cái lỗi đó. Không có cách nào khác hơn. Còn nếu không có đó thì chúng ta làm sai. Thí dụ ha, người ta hướng dẫn mình, ta nói trời ơi chị năm nay tội, năm nay xui nhiều, lỗi nhiều lắm á, bây giờ phải giết bao nhiêu con gà con vịt, hay là phải đưa bao nhiêu tiền để cho người ta cúng quải, để cho người ta làm hết tội cho mình. Rồi mình nghe theo, mình làm. Tội đâu thì chưa hết, mà thấy tội của mình là giết hết bao nhiêu con gà con vịt nữa đây. Vì để rửa cái tội cho mình mà để đi làm hành tội cái con khác thì vậy đâu đúng. Cho mình mà hiểu được cái chỗ đó rồi á thì không làm cái đó. Phải hòa nhớ hồi đó Việt Nam mà, chỗ nào mà người ta khổ quá mà người ta không có xe cộ nào tới đò thì không ai đi á, lâu lâu người ta phao cái tin lên chỗ đó có tiên xuất hiện, chỗ đó có Phật xuất hiện, cái là thôi ùn ùn người ta đi theo. Ở Việt Nam có một dạo á, năm đó chắc khoảng 85 và 84-85 khoảng đó vậy, người ta nói ở bãi cát á, ở dưới Cần Thơ á, có cái ông đó ông cùi á, ông buồn quá ông nhảy xuống cái sông đó, ông định tự vẫn ông chết, cái con bà tiên xuất hiện lấy cát ở dưới cái bãi đó cho ông tho lên, cái ông hết cùi. Cái trời ơi, người ta ai cũng ùn ùn đổ đi về đó để mà lấy nước lấy cát về tho chi, biết không? Thì ghe thuyền mới làm ăn được, xe cổ mới làm ăn được. Pháp Hòa cũng nghe lời đi theo. đi với một nhóm người đi xuống bến Ninh Kiều á, 4 giờ sáng là xách theo mấy cái ghe lâu, cái bình nước á, nghe để chi, biết không? Hứng nước về rửa chữa bệnh. Đi tới đó cái bị công an rượt. Rượt từ ở dưới bến Ninh Kiều mà rượt chạy dài lại tới Bình Thủy, rượt từ 4 giờ sáng mà tới từ 4 giờ sáng mà rượt tới 10 giờ đó. Mà quý vị với hồi nhỏ mà không có biết đi cầu khỉ. Không có biết đi cầu khỉ, quý vị nhớ cầu khỉ ở dưới quê không? Chỉ là một cái cây tre thôi, dắt ngang những cái cây chéo vậy nè. Mà nhờ công an rượt đó mà Pháp Hòa không biết đi cầu khỉ mà Pháp Hòa chạy được cầu khỉ đó. Tại vì cái lúc đó cái tâm mình nó thiền dữ lắm, thiền là sợ bị bắt á, cho nên nó chú tâm vô đó, chạy cái vèo qua cầu khỉ luôn. Rồi từ đó về sau cái biết đi cầu khỉ, sau này biết đi cầu khỉ là nhờ công an rượt. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, để mình trở lại cái bài nói chuyện á, là cái cách mình sửa cái lỗi của mình. Nếu như mình tư duy, mình cảm thấy trong những năm qua gia đình mình có nhiều cái hụt hẫng, là do vợ chồng không có hiểu nhau, do nhiều cái sự buồn phiền, có thể là do việc làm không có, tài chánh eo hẹp, do bệnh tật trong gia đình, hay là do gia đình cha mẹ hai bên, có nhiều khi vì giúp đỡ cho gia đình ở Việt Nam rồi gia đình vợ chồng bên này không có được cảm thông, nó có nhiều những cái rối rắm.
Tất cả những cái đó đều là do chúng ta không có mở lòng, chúng ta hiểu cái vấn đề để rồi cảm thông, rồi chấp nhận, rồi nâng đỡ, rồi xây dựng. Thì cứ mỗi một ngày nó gây một chút, lâu ngày nó thành ra cái đau khổ lớn. Mình hiểu được cái đó, mình tìm cách mình sửa lại. Như vậy mới đúng là cái cách làm mới trong nhà Phật. Nếu mình đã từng là Phật tử đi chùa rồi mà mình khởi cái tâm mình còn ganh tị với người khác, không cần nói với ai, tự thâm tâm mình biết, mỗi khi cái lòng ganh của mình nó khởi lên thì tự mình biết rằng à, cái tâm mình còn ganh, sao mình dở vậy? Mình học Phật cũng lâu như vậy rồi mà sao mình ganh với người ta? Người ta có được mình mừng thì mình hết, mình sửa cái đó. Thậm chí mình có học kinh dở hơn người khác cũng không có gì buồn. Đó là căn cơ mỗi người mỗi khác. Người kia thông minh hơn, học kinh dễ nhớ hơn, mình chậm lục hơn cũng cứ bình thường. Chậm lục mà cái tâm mình có chí. Đã chậm lục là do đời trước á, có thể là mình tạo cái nhân không lành, cho nên đời này trí hóa mình nó chậm. Mà đời nay mình còn ganh tị nữa thì tối ngày cứ bận chuyện ganh tị thì quên mất giờ tụng kinh. Thay vì giờ học kinh á, để cho nhớ thì lại nhớ cái người kia là cái đối tượng để mình ganh tị, thì mất thì giờ. Ganh tị càng tăng mà kinh lại càng không nhớ. Đó là do mình, lỗi của mình. Chỉ cái quán chiếu là thay vì có thì giờ mình nghĩ về người đó, mình ganh với người đó, thì thôi để thì giờ học kinh cho mau nhớ. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều cách để chúng ta tư duy. Nói tóm lại là chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ tư duy rồi quán chiếu, rồi thấy những cái lỗi của mình, rồi mình sửa. Đó là cái cách sửa sai, rửa tội hay nhất trong nhà Phật. Không phải ngâm dưới nước mà hết tội, giống như cái nhà tịnh thủy hành. Không. Thì hôm nay là Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là tất cả chúng ta phải thấy rằng mình có một may mắn rất lớn. Đó là mình còn gặp được Phật Pháp, gặp được những cái điều dạy chân chính để chúng ta làm mới lại con người mình, sửa lỗi lại cái bản thân và cái cách sống hàng ngày của mình. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng nhận ra được cái hạnh phúc đó mà cố gắng tu tập để mỗi ngày mỗi làm cho bản thân mình hay hơn. Còn nếu mình thấy rằng tại sao mỗi ngày mình bị người ta xa lánh, mình bị người ta bắt đầu dần dần người ta cô lập mình, thì mình cũng tìm giờ để mình nhìn lại mình đã nói như thế nào, mình đã sống như thế nào mà người ta càng ngày người ta càng xa mình, người ta càng sợ mình. Thì như vậy thì nó sẽ hay và nó làm cho con người mình có cái tư duy quán chiếu để sửa sai. A Di Đà Phật.